Xin chào các bạn với chương trình ngữ văn lớp 8. Và hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho kỳ thi môn ngữ văn phần chuyện tiếng Việt Nam sắp tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một tiết ôn tập chuyện tiếng Việt Nam. Và đây chính là những cái câu hỏi cơ bản ở phép cả bài thi. Tôi sẽ các bạn ôn tập qua cái bài qua cái tiết này. Vì tiết này bắt buộc nên tôi sẽ ôn tập cho bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Ở đây chúng ta có 3 bài tập. Chỉ chữa hai bài tập, bài tập 1 và bài tập 2. Đây là số 1 như sau. Bài chúng ta học từ đầu năm học đến giờ. Đây là tên văn bản là 1. Thì mục 1, nếu là văn bản trích tác phẩm thì chúng ta ghi tên bài tập năm tác phẩm ra đời và đặt trong ngoặc đơn. Ví dụ như Bức Như Vỡ Bờ trích Bác Đèn năm 1939. Tên bài tập ghi năm phim đang mất. Nếu đã mất thì của tác phẩm đó bị đặt trong ngoặc đơn. Ví dụ nguyên học phim năm 1918 và năm 1932. Mục 2, ghi thể loại của văn bản như là chữ ngắn, tiểu thuyết, hồi ký. 3, tiểu đạt của văn bản như tự sự, chữ tình hoặc tự sự phép chữ tình, vân vân. Và mục 4 và 5 chúng ta dựa vào phần ghi nhớ ở mỗi bài để ghi cái phần này. Bây giờ thì tôi sẽ mail ra đáp án của cái bài tập này. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta bởi vì đây cái bài tập này là nội dung cơ bản dễ hay vào. Cho nên là bài tập này chắc chắn các bạn cần phải nắm vững được phần chắc để các bạn. Và đây chỉ là những kiến thức cơ bản chứ không phải kiến thức hay là kiến thức cơ bản nhất thôi, được chưa? Ở đây thì tôi sẽ không cho những cái văn bản nước ngoài bởi vì nước ngoài thì tôi chưa dạy qua đâu, bởi vì cho nên là bây giờ tôi sẽ chỉ từ đầu năm đến giờ học thôi. Đầu tiên đó là tác phẩm Trọng Thượng Tôi Đi Học, in trong tập Quê Mẹ, chị năm 1941 của Thanh Tịnh, phim năm 1911, mới năm 1988. Được chưa? Thể loại đây là chuyện ngắn. Phương thức biểu đạt là tự sự, phê miêu tả biểu cảm. Ở nội dung chủ yếu là kể lại về kỷ niệm trong xám của tuổi học trò, nhất là buổi tự trường đầu tiên phải ghi nhớ mãi, hay là cách khác là nhân vật tôi nhớ lại những kỷ niệm buổi tự trường đầu tiên của mình. Chậm. Về đặc sắc nghệ thuật thì lời kể chuyện chân thực cảm động, dùng nhiều biện pháp so sánh, hay nói cách khác là sử dụng nhiều hình ảnh phô phánh độc đáo, điểm nhìn trẻ thơ hồn nhiên trong xám về trận. Rồi đấy là đối với tác phẩm đầu tiên. Tác phẩm thứ hai đó chính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem một tác phẩm tiếp theo, đó là tác phẩm Trong Lòng Mẹ, Chi Những Ngày Thơ Ấu, được chưa? Viết và ông phi năm 1918 hoặc năm 1982, được chưa? Thể loại đây chính là hồi ký. Nội dung chủ yếu ở đây là vợ văn thể lại một cách chân thực cảm động những cay đắng, bùi bực. Vùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn đối với người mẹ bất hạnh. Hay nói cách khác là thể hiện tình yêu thương mẹ sâu sắc và niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở trong lòng mẹ. Và đặc sắc nghệ thuật ở đây là miêu tả một cách chân thực, phô phánh tiêu biểu với văn pha thiết cảm động. Và các chi tiết miêu tả một cách tỉ mỉ và tinh tế, được chưa? Vào kính chữ tình nữa, được chưa? Tiếp theo văn bản thứ ba đó chính là văn bản Bức Như Vỡ Bờ trích Bác Đèn của bác Phạm Ngọc Bắc Tố, phim năm 1893 và năm 1954. Thể loại đây biểu thuyết và phương pháp biểu đạt là tự sự, phép miêu tả biểu cảm. Và đây có ý nghĩa rằng vô cáo tội ác của phượng thực dân phong kiến, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng, sức phản kháng mạnh mẽ của dì dậu, hay nói cách khác là vạch trần bộ mặt tàm ác của bất nhân của xã hội phong kiến đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng, khiến họ đã phải liều mạng chống lại, và thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ nông dân vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Nói đến với nghệ thuật vì khắc họa nhân vật là miêu tả hiện thực một cách chân thực sinh động, và nghệ thuật và ngòi bút miêu tả hiện thực sinh động linh hoạt, được chưa? Rồi tiếp cuối cùng đó là văn bản Lão Hạc của bác Phạm Nam Cao, Lão Hạc đăng báo năm 1943, Nam Cao phim năm 1915 năm 1951 và quê bên thờ của Trường Hữu Chi quê Hà Nam ấy, được chưa? Chuyện ngắn đây là chuyện ngắn nhưng đây chỉ là đoạn trích mà thôi. Phương pháp biểu đạt đây là tự sự có phép yếu tố chữ tình. Về cái nội dung thì nó nói về phố phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiền bạc của họ. Nói cách khác là thể hiện phố phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiền bạc của họ. Và ngoài ra còn thể hiện tấm lòng yêu thương trân trọng của nhà văn đối với người nông dân. Được chưa? Và tiếp theo là về nghệ thuật.
Thì nhân vật được miêu tả sâu về tâm lý, Bách kể chuyện tự nhiên, vừa linh hoạt vừa đậm tính trữ tình chậm. Và Bách xây dựng tình huống chuyện một cách bất ngờ. Đấy là toàn bộ với bài tập thứ nhất, bài tập số 2 như phòng. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nội dung và hình thức nghệ thuật của ba văn bản trong các bài 2, 3, 4. Gợi ý ở đây vô gợi ý như sau. So sánh về mặt thể loại, phương pháp biểu đạt, nội dung chủ yếu, đặc sắc nghệ thuật, vân vân. Chẳng hạn những điểm giống nhau như sau, đều là tự sự hiện đại, đều viết về con người và đời sống đương thời, đều có tinh thần nhân đạo, đều có lời viết chân thực sinh động, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ phần nhất đó là A, những điểm giống nhau. Thì nó đều là viết bằng phương thức biểu đạt tự sự, đều là chuyện chính Việt Nam hiện đại, được phản bác vào thời kỳ từ năm 1950 đến năm 1940 năm. Và có nội dung nhân và đều bị chủ đề bài chủ yếu về cuộc sống của con người cùng hợp tác giả. Đi sâu miêu tả số phận cực khổ của những con người bị vùi dập, đều sang chỗ tinh thần nhân đạo, yêu thương, trân trọng như bản phẩm chất đẹp đẽ, vô vàn những gì xấu xa tàn ác, chà đạp lên cuộc sống của những người bình thường của con người, được viết bằng chất hiện đại, phản ánh được những khía cạnh đặc sắc của cuộc sống. Đấy chính là đối với phần điểm giống nhau. Tiếp theo là đối với những điểm khác nhau. Thì chúng ta thấy khác nhau về thể loại. Trong Lòng Mẹ, thể Hồ Nguyên Hồng thì viết thể hồi ký, Một Tác Tố thì viết tiểu thuyết. Còn Lang Thang đối với đề bạc thì cùng thể hiện nội dung nhân đạo nhưng mà nói đều đề bạc đến một đối tượng khác nhau. Trong Mẹ thì viết về chú bé Hồng khao khát tình thương, Nguyên Hồng thì viết về trẻ thơ và người phụ nữ. Bước Nước Vỡ Bờ viết về chị vợ người phụ nữ vào lòng nông dân, vào lòng yêu chồng có sức phản kháng mãnh liệt. Hà Nội Bích Khai là viết về người phụ nữ nông dân. Lão Hạp viết về ông lão nghèo khổ không có biết mực. Hai Nói Bích Khai là viết về ông lão nông dân. Các chuyện trên đều có cách viết thân thực sinh động. Và bài tập số 3 đó là trong mỗi văn bản của các bài 4 kể trên thì em thích nhất một nhân vật hoặc bạn văn nào thì sao? Thì chúng ta sẽ tự làm tùy theo bản của phía chúng ta. Vậy là buổi học đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Và phần viết sau các bạn nhớ chuẩn bị cho tôi bài thông tin về ngày trái đất 2000 nhé. Yêu phí.